Nếu mà nghệ sĩ mà mọi người làm nghệ sáng tạo, nhất là những cái nội dung mà nó tối á, nó xám xịt, nó tối á, nếu mà họ không tìm được cách cho họ á, sẽ đi đến kết cục không hề tốt chút nào cả. Nếu mà một ngày họ thức dậy mà trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc từng đấy những cái thứ tiêu cực thì nó là một con đường không sáng sủa, nó sẽ đi một cái kết không hề sáng sủa chút nào cả. Nên là em nghĩ nó sẽ là vấn đề thời gian thôi. Trong lúc này thì mọi người sẽ chưa kịp chấp nhận, là kiểu luôn nghĩ là một người nhạc sĩ mà viết những cái lời này thì sẽ sống một cuộc sống phải thơ mộng, phải suy phải rất là giữ hình ảnh đấy, thì maybe đấy là ca sĩ rồi. Chỉ có ca sĩ ekip thì mới làm được vậy thôi. Còn một người nhạc sĩ mà thật sự họ sinh sống á, thì họ vẫn phải vui, là họ mà không vui thì họ chết mất.